Xin chào tất cả gamer nô Quang Lisu. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với hành trình chinh phục thế giới tư vực N2 cùng với Quang Sensei. Lấy concept phiêu lưu thế giới game, mỗi video bài học sẽ được chia thành các level nhỏ với thời lượng chỉ từ 13 đến 15 phút thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ có 3 điểm đặc biệt của khóa học này. Đó chính là 1. Kiến thức cô đọng xúc tích sát với nội dung thi, đồng thời cũng có tính ứng dụng cao trong đời sống. Sau khi thống kê những kiến thức đã xuất hiện trong đề thi GLBT hơn 10 năm qua, có một vài sự thật là có lẽ có rất là nhiều bạn học trình độ N2 không biết, đó chính là gì? 1. Kiến thức trong những cuốn sách dạy từ vựng nổi tiếng trên thị trường hiện nay chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ thôi, và thậm chí nó chỉ chiếm chưa tới 50% kiến thức trong đề thi hiện tại. Nguyên nhân là những cuốn sách nổi tiếng dạy từ vựng hiện nay trên thị trường thì đều được xuất bản trên 10 năm rồi. Chính vì thế nên là nhiều kiến thức đã không còn update, và thậm chí là có những từ vựng mà người Nhật hiện nay không sử dụng nữa. Chính vì vậy, trong khóa từ vựng N2 cải thiện lần này, Linky chúng mình đã thống kê toàn bộ những từ vựng từng xuất hiện trong đề thi GLBT trong suốt 10 năm qua, và sau đó tạo thành hệ thống ưu tiên xuất hiện theo mức độ quan trọng và tần suất xuất hiện ở trình độ N2. Và thứ hai, xu hướng ra đề thi từ vựng từ những năm gần đây trong môn đăng số 4 không chỉ dừng lại ở những từ vựng đồng nghĩa nữa, và nó còn xuất hiện cả những câu hỏi về giải nghĩa ngắn của từ vựng cẳng chân. Chính vì vậy, trong khóa học này chúng mình đã bổ sung thêm một thành phần mới cho mỗi từ vựng, đó chính là phần giải nghĩa ngắn gọn của từ vựng bằng tiếng Nhật thay vì chỉ giải nghĩa bằng tiếng Việt thôi. Và số 3, cái quan trọng nhất khi học từ vựng là mình phải nắm được point của nó, đúng không? Và trong khóa học này, sau khi học xong đi thi, chỉ cần nhớ được point của từ vựng là mọi người có thể ngay lập tức khoanh được đáp án đúng luôn. Ví dụ như trong video này, và câu cuối cùng là sai đi được đáng hiểu như thế. Đinh bị thế nào, gì phải có sắt, có thép, có đinh, có con dao, đúng không? Thì nó sẽ được có quan tội đây. Một là cương nghị là thế đinh, hoặc là hai là tên sự là thép. Câu đầu tiên là gì đây? Đồ ăn sống là amono, sai luôn. Câu thứ hai là gì? Hành nước sông, sai luôn. Câu số 3 là gì? Bông hoa, nách luôn. Câu số 4 thì dễ không? Thì dễ không? À thì đây, gậy sắt đây là câu này. Nhớ ba, quá easy luôn, đúng không? Bên cạnh việc thiết kế khóa học sao cho phù hợp với kỳ thi GLBT N2 thì chúng mình cũng luôn luôn cố gắng để có thể giúp được các bạn áp dụng những kiến thức đã học vào đời sống nhiều nhất có thể bằng một vài cách như sau: đưa vào các câu ví dụ dưới dạng hội thoại A, B kèm theo các trường hợp cụ thể để mọi người có thể hiểu được và nắm được cũng như sử dụng được nó ngoài đời. Bên cạnh đó, có rất là nhiều ví dụ của từ vựng được lấy từ những hình ảnh trong thực tế và những cái biểu hiện 3M trường hợp ở bên Nhật, như là những banner quảng cáo, những cái mạng xã hội social media của Nhật Bản, hoặc là có thể là những bao bì bánh kẹo, vân vân. Điểm đặc biệt thứ hai đó chính là cách tiếp cận kiến thức thú vị, hiệu quả cùng với hình thức luyện tập cực kỳ đa dạng. Với chủ đề game trên điện thoại, giáo viên chúng mình sẽ dẫn dắt học viên đi khám phá từng từ vựng theo một cách vô cùng thú vị. Moshi, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với level số 14 trong trò chơi từ vựng phiêu lưu ký cùng với Thứ Hoa KC. Các từ vựng đều có những cách dẫn nhập riêng và mới lạ, không trùng với nhau. Có thể là qua diễn xuất, có thể là qua một vài ví dụ trong cuộc sống. Mỗi video với thời lượng chỉ từ 13 đến 15 phút, tương đương với thời gian chơi một ván game. Cuối video luôn luôn có một phần luyện tập ngắn giúp các bạn có thể ôn tập lại kiến thức một cách dễ dàng và hiệu quả hơn. Ok, chúng ta sẽ có cái từ này, là có ai nhớ không thì sẽ ôn lại một chút nhá. Và ngoài ra, mình còn có thể ứng dụng kiến thức đã học vào thực tế ngay sau khi mình làm bài tập luôn. Chính vì vậy, các bạn không cần phải mang theo quá nhiều sách vở, chỉ cần mang theo một cái thiết bị điện tử hỗ trợ việc xem video và một tinh thần chiến đấu sắt đá là đã dư sức đánh bại được khối lượng từ vựng N2 cực kỳ khổng lồ này rồi. Và thứ ba là khóa học này có một đặc điểm khá đặc biệt là nó có sự kết hợp giữa giáo viên người Nhật và người Việt. Bên cạnh giáo viên phụ trách chính là mình, thì giáo trình của khóa học này được tạo nên bởi rất nhiều giáo viên người Nhật và người Việt. Hơn nữa, bên cạnh các video dạy kiến thức do Sensei phụ trách, thì mọi người còn được trải nghiệm một bộ video flashcard do một giáo viên người Nhật phụ trách nữa. Thông qua video này thì mọi người có thể luyện được khả năng nghe và khả năng nói tiếng Nhật qua hình thức shadowing. Và về cấu trúc thì khóa học này bao gồm tổng cộng 930 từ vựng chia thành 93 level cho 5 giai đoạn tương ứng với 5 dạng từ loại, cụ thể như sau: 40 level danh từ tương ứng với hơn 400 danh từ, 20 level động từ tương ứng với hơn 200 động từ, 13 level tính từ tương ứng với 130 tính từ, 13 level phó từ tương ứng với 130 phó từ, và cuối cùng là 8 level katakana tương ứng với 80 chữ katakana. Và sau khi mọi người vượt qua được tất cả các level của khóa học này, mọi người sẽ nhận được những gì đây? 1. Kiến thức từ vựng được nâng lên đáng kể. Chúng ta sẽ cùng nhau trải qua 93 level game.
với tất cả những cái hàm như trên mình nói đấy, thì mình sẽ không chỉ học mà mình có thể ứng dụng, sử dụng và thậm chí có thể nói được ra ngoài đời luôn. Và thứ hai, mình còn được học một cái kỹ năng làm bài thi phần từ vựng siêu tốc. Sau những video chúng ta sẽ có những bài luyện tập nho nhỏ đúng không? Và trong những bài luyện tập nho nhỏ đấy, tôi sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng các point, các cái kỹ thuật làm bài để làm sao mình có thể khoanh được câu trong phòng thi một cách nhanh, gọn và hiệu quả nhất. Ok, suy nghĩ câu thứ hai. Cái gì đi với càng kè? Quan hệ gần gũi, mật thiết, mistake là càng kè, đúng không? Và bên cạnh đó, ở trong khóa từ vựng này có một cái cực kỳ quý giá nữa, đó chính là phần phân biệt các từ vựng hay nhầm kèm theo point của chúng, hoặc là một vài từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa với một từ vựng được chọn. Vậy câu hỏi ở đây là ai sẽ là người phù hợp với khóa học này? Một, những người đã đổ GLVT N3, đã, đang và sẽ có nhu cầu học lên GLVT N2 để đỗ kỳ thi gần nhất. 2. Người đã thi GLVT N2 nhưng mà chưa đỗ hoặc đỗ nhưng điểm không cao, có nhu cầu ôn lại để thi lại hoặc học lên N1 luôn nha. Thứ 3 là những người đang học tập và sinh sống tại Nhật, không có điều kiện theo học các lớp offline. Vậy thì để có thể học được hiệu quả, mọi người cần phải làm gì? Chúng ta sẽ có 4 bước như sau. Bước 1. In tài liệu từ vựng ra giấy hoặc chuẩn bị thiết bị có thể đọc được file tài liệu điện tử. Bước 2. Xem video và tương tác với phần luyện tập trong video. Bước 3. Ôn tập lại bằng hình thức flashcard. Và ở đây chúng mình có tới 2 dạng flashcard liền cơ, đó chính là flashcard qua videos mọi người có thể xem, hoặc là thứ 2 đó chính là flashcard điện tử mọi người có thể lật ứng dụng như một cái flashcard giấy ngoài đời luôn. Và bước 4, hoàn thành bài tập về nhà sau khi học xong các video trong một bài học. Và nhớ nhá, trong quá trình học hãy ôn tập và luyện tập thật kỹ bằng cách xem đi xem lại video cho tới khi mà mình nhớ đi thôi. Mặc dù là mọi người đã ghi chép lại rất là nhiều rồi, nhưng mà sẽ khuyến khích cái việc mọi người xem đi xem lại video, bởi vì nó sẽ giúp mọi người nhớ kiến thức tới hơn 3 lần đó. Hãy tận dụng điều đấy nhá. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, hãy đến ngay với khóa huấn luyện làm game thủ từ vựng chuyên nghiệp cùng với 좋아하세요. 냐? 좋아. 게임은 스타트.